Dương, Dương, Dương. Dương. Anh. Sao cậu còn không? Hỏi thăm coi. Đậu bắp sao rồi? À. Đỡ chưa? Dạ. Nghe nghe nói là cái tay chân nó bị bầm gì đó, nó bị sao vậy? Em cũng không biết làm sao nữa. Trên tay đậu bắp đó nó lại có vết bầm ở đây, rồi bên cổ, rồi sau lưng nữa. Trời ơi, rồi. Ê, đậu bắp nó mới đi học đúng không? Dạ đúng mẹ. Rồi. Cái điệu này đi vô trường là mấy đứa bạn cùng học chung với nó đó, rồi chạy tới chạy lui xô đẩy sao nó bị va chạm rồi, cho nên là bị bầm á, phải không? Lúc đầu em cũng nghĩ vậy, sau đó em lên trường hỏi cô á thì cô nói không có. À, không có hả? Ồ gì không được nha, nếu mà không có cái chuyện mà va chạm mà bầm như vậy là em phải đưa nó đi khám bác sĩ liền nha, nha, đưa đi liền đi nha. Đằng nào á mai em cũng xin nghỉ để em dẫn đầu bắp đi hội thao trên trường. Ừ. Sau khi hội thao á, em sẽ dẫn đầu bắp đi khám luôn. Đúng rồi, đi càng sớm càng tốt nha em, nha. Dạ. Vâng, và xin chào mừng các bậc phụ huynh và các bé đã đến với ngày hội cha và con. Hôm nay chúng ta sẽ có những cuộc thi như thế sau. Chúng ta sẽ thi theo 4 đội và sẽ có 3 phần thi. Thứ nhất là nhảy ba bố, thứ hai là tiếp sức và thứ ba là đặt ống heo. À, cho em hỏi là quý vị phụ huynh của mình đã sẵn sàng chưa ạ? Con trai bị nhắm ổn không? Dạ ổn, dạ đây. Ba con mình cùng phối hợp nha. Rồi, cho chú hỏi là các bé của mình đã sẵn sàng chưa ạ? Dạ. Yeah. Vậy thì chúng ta chơi nha. Quý tâm. 3, 2, 1. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, các bạn ơi. Cố lên, cố lên, cố lên. Bắt đầu. Cố lên anh ơi. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Cố vũ lên mấy con, cố vũ lên, cố vũ lên, cố lên. 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 Thể lệ cuộc chơi như thế này, các bố sẽ đứng tại chỗ và xoay 10 vòng, sau đó sẽ lại cõng bé của mình lên. Ai là người đầu tiên đập được con heo sẽ là người chiến thắng. Chúng ta sẽ bắt đầu sau khi tôi đếm. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, chạy lại nào, chạy lại nào. Cổ vũ mọi người ơi, cổ vũ các bạn ơi. Cố lên, 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 các bạn ơi. Nghe không? Dạ. Con bay Dương đó rồi. Bay Dương đi gặp bác sĩ một chút xíu. Dạ. Tôi rất tiếc phải thông báo chuyện này với gia đình. Chúng tôi phát hiện cháu bị ung thư máu. Cái gì? Dạ, tế bào ung thư đang ở giai đoạn đầu. Chúng tôi yêu cầu gia đình hãy cho cháu nhập viện để tiện theo dõi và tìm ra liệu trình cho chị thích hợp. Cái gì vậy bác sĩ? Đầu bắp nó chỉ vui chơi, rồi nó mệt quá nó xỉu thôi mà, cái gì dữ vậy? Tôi biết là tin này rất sốc với mọi người, nhưng đoạn đường vẫn còn rất dài. Mọi người hãy mạnh mẽ lên.
Tôi xin phép ra ngoài hoàn tất thủ tục. Tại sao lại như vậy? Bình tĩnh lại đi. Đau quá. Tại sao? Tao bé là bị ung thư máu. Tao hiểu, tao biết mà. Nó còn nhỏ quá, không thể nào như vậy được. Nhầm lẫn thôi. Mày hiểu không? Nhầm lẫn không? Mày nhớ lần trước tiên xét nghiệm ADN tao với lại đậu bắp là kết quả là con cha con ruột, nhưng mà cũng là nhầm lẫn thôi. Nhiều khi này là nhầm lẫn thôi. Đúng. Hay là mình dẫn đậu bắp đi xét nghiệm thêm chỗ khác được không? Đúng rồi, phải dẫn đậu bắp thêm xét nghiệm thêm. Coi này, đúng rồi. Phải dẫn đậu bắp xét nghiệm thêm. Chỉ là nhầm lẫn thôi. Kết quả vẫn như vậy. Xong rồi ba. Rồi vậy ba, quá giỏi luôn. Bé ơi, trường nào không muốn đi học lại vậy? Tạm thời mình cứ ở đây vài bữa để con khỏe rồi đi học lại ha. Dạng cho cô Hân. Dạy ba Dương với lại cô Hân ở đây chơi với con nha. Ừ, cô với ba ở đây chơi với con chứ. Mà bây giờ trễ rồi đó, chuẩn bị đi ngủ chưa? Dạ. Anh trai ba ngủ ngoan nha. Dạ. Anh cũng chưa muốn ăn lắm. Thôi anh đừng có quá lo lắng nữa. Bây giờ mình chỉ cần chờ kết quả xét nghiệm rồi đậu bắp á, phẫu thuật xong là sẽ khỏe liền à. Anh cảm thấy mình tệ quá, không làm được gì cho đậu bắp. Anh đừng có tự trách bản thân mình nữa. Chuyện này đâu có ai muốn đâu, đúng không? Đáng lý ra anh nên dẫn đậu bắp đi khám từ sớm. Thằng bé có bao nhiêu triệu chứng vậy mà anh? Đậu bắp nên có một người cha tốt hơn anh. Còn anh thì lại không xứng đáng. Anh hứa với nó bao nhiêu chuyện, hứa dẫn đi biển, đi cắm trại, vậy mà anh không làm được gì cả. Nghe em nói nè, bây giờ là những cái lúc mà anh phải mạnh mẽ lên. Anh mà sụp đổ là đậu bắp không biết dựa vô ai hết á. Cảm ơn em. Đừng có cảm ơn em, có làm được gì đâu. Cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh anh. Thank you.
không mà. Tại sao lại như vậy á? Tại sao tỷ của anh lại không phù hợp? Anh là ba của Đậu Bắp. Tại sao tỷ của anh lại không phù hợp với thằng bé? Anh đừng có tự trách bản thân mình nữa. Anh đâu có muốn chuyện này đâu. Không phải lỗi của anh. Nhưng mà ngay cả anh cũng không thể. Chị ơi, ai có thể giúp được con trai anh? Anh nghe em nói nè, anh đừng có lo, tụi mình còn nhiều hy vọng lắm. Đội bác bây giờ đã được vô danh sách chờ hiến tụy của các bệnh viện lớn rồi. Chắc chắn là sẽ có nhiều cơ hội hơn đúng không? Với lại bây giờ em với mọi người cũng sẽ đi xét nghiệm luôn. Biết đâu tụy của ai đó sẽ phù hợp với đầu bắp. Ừ, em nói đúng. Lúc này á, anh không được chán nản. Con trai em còn hy vọng á. Ai chăm với đầu bắp vậy anh? Em bé kêu cha lấy cho mình một cái kích kim may rồi đưa cho sứ giả. Em bé nói với sứ giả rằng: ông cầm cái cây kim này để tâu với đức vua, xin rèn cho tôi một cái con dao để sẽ chim. Vua nghe vậy, giả tâu cậu bé thật là thông minh, liền gọi cả hai cha con tới và ban rất là nhiều của cải và vàng bạc. Yeah, chúng mày chơi chuyện hay quá. Bắp ơi, đậu bắp, cô Hân mang đồ ăn chơi cho con nè. Dẫn cho ba Dương người đọc Hân. Ba Dương ơi, sao ba buồn vậy? Ừ, ba có buồn gì đâu con. Không sao, còn nhiều cơ hội mà. Tao hy vọng vậy. Chú Kha kể chuyện vui không? Kể vui. Dạ, chào chú. Chào cả nhà. Chào Đậu Bắp. Sao, kết quả sao? Tủy của mày phù hợp với Đậu Bắp không? Hai người khớp nhau. Lẽ miệng thôi. Tủy gì vậy ba? Chú Quân định nhờ ba của con nấu một chút tùy hầm để tầm bổ cho cô Tiên với cả em bé ấy mà. Đi, cô Hân đưa con ra ngoài đi dạo. Lấy dép đi. Đây, dép vào con. Dạ. Bye bye con. Tao xin lỗi, hồi nãy không để ý có Đậu Bắp ở đây, miệng tí lì tí lì. Thôi không sao, lần sau chú ý hơn là được. Ê, tao nôn nóng quá. Sao, kết quả tủy của mày phù hợp không? Tao tin sẽ có người phù hợp. À, hay là tao bảo bà con họ hàng nhà tao đến xét nghiệm được không? Càng nhiều người càng tỷ lệ cao hơn đúng không? Ờ, đúng rồi, chắc chắn phải có người phù hợp chứ. Tao sẽ vận động vợ tao với lại tao, hai vợ chồng tao sẽ vận động khách hàng của tao tới giặt ủi, là kêu họ đi thử nghiệm máu rồi xét tỷ đồ làm miễn phí cho họ. Nhiều khi là chắc chắn phải có người phù hợp. Đúng ha, đúng. Không có sao đâu. Ừ. Cảm ơn hai đứa tụi bay. Nhưng mà tỷ lệ xác suất của người thân vẫn là cao hơn. Hay là tao làm gì có người thân.